Có bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì không? Chắc hẳn sẽ có người trả lời. Mình sinh ra trên cuộc đời này để làm những việc vĩ đại. Làm người nổi tiếng, giàu có và danh vọng. Là một kỹ sư, bác sĩ, một nhà khoa học. Hay làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Còn tôi thì toàn làm những việc gây đau khổ cho gia đình, xã hội. Và cuối cùng tôi nhận ra rằng cuộc đời như là một dòng xoáy, nó có thể cuốn trôi đi tất cả. Niềm tin và ước mơ của con người cũng vậy. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình là một kẻ thất bại.
Bác sĩ là một nghề cao quý, là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng đối với tôi, nó là một nỗi ám ảnh, một định hướng quá xa vời. Và rồi tôi bỏ nhà ra đi, để trở thành một kẻ lầm đường lạc lối, sống một cuộc đời tệ hại. Mẹ mày, cưa nó lên, đập chết mẹ nó cho tao. Lên. Gì vậy mày? Chán quá mày ơi. Làm bảo vệ giữ xe cũng xong nữa. Mày đánh lộn với đám nào vậy? Tụi con trộm giặt á, lấy nón bảo hiểm của khách. Xong tụi nó đánh hợp đồng tao. Tao cho tụi nằm đóng. Mày giỏi giỏi vậy, ít bữa heo tao đi làm vợ. Mà làm gì? Sao đổ lớn. Ok, miễn là tiền tươi. Để tôi ăn. Ráng đi, đấu thêm vài trận nữa. Có tiền, tao dắt mày qua Mỹ đánh UFC. Ước mơ của tao là qua Hollywood đóng phim hành động,
chứ không phải đánh chui kiếm ba cái đồng tiền bẩn. Mày hiểu không? Tao thấy mày cũng giống diễn viên Hollywood lắm rồi đó. Để tao cho mày một mắt. Đỉnh của đỉnh. Yeah!